Hello này, chào mấy bác nha. Em có một con siêu bền, đó là một con T170. Con này là dòng máy huyền thoại, chạy 10 năm không hỏng nha. Giảm bao vậy lụt. Những con này chạy 10 năm không hỏng. Rồi, để em test máy. Ga còn đếm từng vòng luôn. Cần xoay này. Cần xoay rất là vip nha. Đây 170. Con này rất ít dùng nha, cái tem chỗ đây còn luôn này, nhưng mà nó quá trình vận chuyển là ra bong chóc này. Đó, đây. Thấy không? Có mấy đây. Tem cần. Ống cần 26. Đây. Mọi người coi này, cái khớp của nó này khít lịt luôn này. Đã khớp xoay á, nó khít lịt luôn nha. Rồi để em lên ga, máy cực kỳ bốc nha. Đây có máy ạ, tuyệt vời nha. Và con này về thì đổ xăng nổ luôn, hiểu thiệt sự luôn. Trong công máy thì nó quá đỉnh rồi. Đây, bao rin từ A đến Z. Và những kênh khác họ dọn dẹp nó kỹ càng, còn như em mà kệ. Đó, về mấy bác chịu khó bỏ thời gian ta quẹt quẹt lại cho nó sạch sẽ. Còn em là bán như này cho mọi người về ngắm con máy rin này nó như thế nào. Đấy. Đây con máy cực kỳ đỉnh. T170 rất là vip nha. Đây. Cực kỳ đỉnh nha. Thấy không? Cực kỳ luôn nha. Bao xài 10 năm dòng này khỏe lắm, trâu bò lắm. Máy đã êm ru nha. Đây nào, nóng đó. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Thì đây là con T170, bao mọi người rin đét đẹp luôn, rin từ A đến Z. Và con này thì bên em ra với giá là 2 triệu bao ship tận nhà. Thì mọi người có thể coi này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện, đẹp tuyệt đối luôn. Tem cần này. Đấy, chân trống. Chế Kenhin. Chế Kenhin nha. Rất là đẹp. Con T170, dòng này siêu nồi đồng cối đá. Bác nào về xài thích lắm đây. Xài cực kỳ thích. Những con này bên em bán là thường mấy khách thích lắm. Xài sướng lắm. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mọi người đang coi video nha. Đây là T170, giá đúng 2 triệu mấy bác nha, bao ship tận nha. Rồi ok mấy bác.